Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình trở lại với âm ly. Tuy nhiên thì mình dừng lại cái vụ plasma bởi vì mình thấy một số bạn có vẻ không cần thiết lắm. Nhưng mà cái plasma đó thì mình sẽ chia sẻ sau. Bởi vì là plasma đó có thể là sẽ làm cái đèn nháy cho âm ly được, mà nếu mà làm cho đèn nháy âm ly thì đó là một cái bộ âm ly gọi là độc nhất thế giới luôn, độc nhất, nhưng mà đó là mình nói là độc, không phải là độc nhất thế giới nhưng mà có thể là độc đáo, tức là làm quả cầu bắn lăn ma nó to được như thế này này. Sau đó thì tất nhiên plasma thì sẽ sáng ở trong bóng tối nhiều hơn là sáng ở ngoài sáng. Thì khi mà một điệu nhạc nó nháy hay là bát đập phát tỏa ra. Và cái ánh điện của plasma là nó ánh điện của cái tia lửa của plasma đẹp nhất trong các loại đẹp. Không có gì đẹp bằng cái tia điện plasma, siêu đẹp luôn, đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Mà nếu mà chụp được bộ ảnh thì đó là một gọi là thiên thần. Chính vì thế người ta mới đang chụp những cái tia chớp rất là siêu đẹp, nhưng mà chụp được cái ảnh tia chớp là cực kỳ khó luôn. Hôm nay thì mình trở lại với âm ly và tất nhiên là mình nói về cái bộ nguồn để nâng cấp âm ly, tức là ý mình chưa can thiệp vào những cái gì là quá đáng, mà mình chỉ là làm cho cái bộ nguồn nó khỏe hơn. Tức là ví dụ như cái bộ nguồn âm ly của các bạn mà yếu thì các bạn có thể thay biến áp, một cái biến áp to hơn, khủng hơn. Và biến áp các bạn có thể thay, ở đây mình nói về cái chuyện là nếu các bạn có tin hay là không tin thì tùy thôi, tùy các bạn. Mình có đâu có bắt các bạn phải tin đâu. Mình không nhất thiết các bạn bắt các bạn phải tin, và các bạn có nói gì cũng được, không sao hết. Nhưng mà nếu mà bộ nguồn mà nếu các bạn dùng bộ nguồn âm ly càng khỏe thì tiếng bát càng chắc và càng tăng hơn. Tất nhiên là sẽ kèm theo với tụ, nhưng mà một cái bộ nguồn âm ly yếu, kể cả là các bạn dùng cây biến áp 100 cân cũng không sao cả, miễn là đủ volt nó vẫn chạy. Cho nên là cái biến áp thì càng to càng tốt. Cho nên là các bạn sẽ thay vào, và ở đây mình vẫn chưa gọi là nâng cấp lên bậc 2 mà chỉ là nâng cấp bậc 1 thôi, tức là lắp đúng cái nguồn, đúng số volt để trở về cái vùng gọi là an toàn cho nó, thì là lắp đúng số volt của nó. Bởi vì âm ly có nhiều loại volt khác nhau thì nó cũng là một cái âm ly cả, nhưng mà nó mỗi loại nó âm ly nào này nó cũng có cái bộ lòng mề giống nhau, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là lòng mề cái con này nó to hơn lòng mề con kia. Cho nên là ví dụ như cái âm ly này thì nó sẽ có 3 nguồn 44, nguồn chính là 44V nhân 2, tức là 44V, 0V và 44V. Còn cái nguồn phụ của nó, tức là nguồn cấp cho bo bắt chét, điều chỉnh volume, lọc xì, vang viết và đèn. Đèn thì nó sẽ sử dụng là 8.5V nhân 2. Còn bát chép và mạch bảo vệ, nó thêm cái mạch bảo vệ nữa, thì nó có gồm có một cái nguồn gọi là thêm một cái nguồn 14.5V nhân 2 và 18V nhân 1. Cho nên là các bạn sẽ chỉ cần quấn một cái biến áp có nguồn công suất chính là dây to nhất là 44V để lắp vào cái bộ nguồn này. Bộ nguồn khác thì có thể là 35V hoặc là 40V nhân 2, thì các bạn ở đây là 44V thì mình cứ lắp y chang y xì nguyên gốc nguyên thủy của nó thì là 44V nhân 2,
thì mình sẽ quấn ra 44 × 2 loại công suất khủng nhất, dây to nhất. Tiếp đến mình sẽ quấn những cái bộ nguồn, những cái đường nguồn phụ của nó không cần phải dây to, dây khoảng 0,55 cho đến 0,6 là được rồi. Như vậy là bây giờ mình sẽ tiến hành, và có thể là video nó khá chậm, nhưng mà rất mong là các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ cho mình. Ở trên một cái biến áp xuyến như thế này thì nó thì các bạn khi có quấn cái biến áp sắt thì cũng vậy, biến áp sắt thì các bạn cũng quấn được, nhưng mà với biến áp sắt và biến áp xuyến thì cái cách quấn tương tự như nhau, nhưng mà với cái biến áp xuyến thì các bạn nên có thêm một cái này. Nếu mà nó bằng đồng cũng được, bằng đồng, bằng lá đồng thì cũng cả tốt, nhưng mà không có lá đồng thì các bạn dùng lá nhôm chả có vấn đề gì cả đâu. Nếu mà các bạn không có lá đồng thì các bạn dùng lá nhôm, bởi vì cái này chỉ là để bọc xung quanh cái phe biến áp xuyến. Để làm gì? Để tránh nhiễu. Duy nhất có một công việc như vậy mà thôi. Và một đầu sẽ được kết nối xuống vỏ của âm ly. Bây giờ mình sẽ tiến hành, và có thể là video sẽ không xong và lấy tiếp sang video tiếp theo. Và mình chắc chắn là mình sẽ đong cả phần 2, phần 3. Đây là một cái biến áp ly oa mà hôm trước mình đã giới thiệu từ video, các video phần trước, phần 1 và phần 2. Và sơ cấp của nó đã được quấn, mình đã tháo bớt một số vòng ra cho nó đủ với cái điện 220, tức là mình lấy trọn bộ 288 vòng ở cái nấc của điện 226V cho đến 229V. Tuy nhiên thì điện 220 hay là điện 240 vào cũng chả vấn đề gì hết. Đầu tiên thì mình sẽ tháo hết các cái mối nối và bọc băng dính lại cẩn thận. Sau đó thì mình sẽ hàn câu hai cái đầu ra điện 220 ở hai đầu cuộn dây. Tổng cuộn dây đó là 288 vòng với điện 226V. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái cuộn dây nữa, nó dây tầm cỡ vào 0,5 đang dính ở trên cái biến áp đó, mình sẽ tận dụng luôn. Đầu tiên thì tại cái chỗ mà nó mài để mà trượt cái chổi than ấy, thì nó đã mài đi một lớp đồng và chỗ đó là bị hở, cho nên mình sẽ phải đánh sạch nó đi. Sau khi đánh sạch nó đi thì mình sẽ dùng keo cách điện. Các bạn có keo cách điện, các bạn quét vào và chờ cho nó khô. Tiếp theo thì mình tận dụng luôn cái cuộn dây cũ ở trên đó, bởi vì cái cuộn dây đó là cái cuộn dây 0,5 mm và nó ra khoảng độ 13 tum, khoảng độ hơn 10V, thì mình sẽ nối tiếp vào cái cuộn dây đó, bởi vì cái cuộn dây đó là nó không có dính dáng gì đến cái cuộn 220 hết, nó đã được cách ly hoàn toàn. Vì thế bây giờ mình chỉ việc là quấn nối tiếp vào đó khoảng độ 11 vòng nữa để cho nó ra một cái nguồn 18V, 18,5V, đó là cái nguồn phụ.
Sau đó thì mình sẽ nối tiếp vào cái cuộn dây đó, là nó tổng cộng sẽ có là 24 vòng và sẽ được 18V. Vì ở trên vì là cái cuộn chính ấy, đang còn quấn, nó còn thừa, thì tất nhiên sẽ phải tận dụng luôn ở những chỗ thừa đó để quấn nốt những cái số vòng còn lại. Và về phía bên này thì mình thấy có một chỗ thừa nữa, thì mình sẽ quyết định quấn thêm một cái nguồn đôi vào đó nữa. Đó cũng là cái nguồn phụ thôi. Mình sẽ sử dụng dây 55 và quấn vào đấy cái nguồn 8,5V nhân 2. Như thế mình sẽ cứ quấn bình thường thôi, miễn làm sao mà không chạm vào cái cuộn dây điện 220 là được. Và cứ quấn 10 vòng, sau đó lại cho ra một mối ở giữa, sau lại quấn 10 vòng tiếp. Và nếu có thể thì đánh dấu luôn đó là cái cuộn 8,5V nhân 2. Sau đó thì mình sẽ lấy cái giấy xi măng. Các bạn nên lấy giấy xi măng hoặc là giấy chuyên làm ván khuôn, chuyên làm lót bên áp. Bởi vì cái giấy đó nó sẽ chịu được nhiệt. Giấy xi măng chịu được nhiệt rất là tốt, khó bén lửa hơn cái loại giấy bình thường khác, mà nó lại còn bền nhất vẫn là giấy xi măng. Tiếp theo thì các bạn sẽ lấy một cái miếng nhôm, đó là cái vành đai ôm xung quanh cái biến áp xuyến. Nhưng mà trước khi các bạn cho cái miếng nhôm vào thì các bạn lại phải lót thêm một lớp giấy nữa cho nó cách ly giữa lớp dây đồng trong cùng và cái miếng nhôm đó. Và giữa hai đầu miếng nhôm thì các bạn cũng sẽ phải cách ly giấy lót, không nên để chạm nhau. Video của mình tương đối dài cho nên mình sẽ dừng lại ở đây và để đăng video tiếp theo.